Mặc dù thuốc Tây là xu hướng sử dụng hiện nay của con người, tuy nhiên các loại thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc Đông y cũng không đem lại hiệu quả rõ rệt cho sức khỏe. Chính vì thế vẫn được rất nhiều người ưa chuộng. Uống các loại thuốc dân gian này đòi hỏi rất nhiều bước, và để hiệu quả nhất bạn cần sắc bằng ấm sắc thuốc. So với các loại ấm sắc truyền thống trước kia thường gây bất tiện và khó sử dụng, thì hiện nay trên thị trường đã xuất hiện các loại ấm vô cùng tiện lợi và được người tiêu dùng đánh giá cao. Vậy mua ấm sắc thuốc điện nào tốt và đảm bảo? Hãy cùng mua online giá tốt tìm hiểu trong video top 5 ấm sắc thuốc Bắc tốt nhất dưới đây nhé. 1. Ấm sắc thuốc bằng điện Fujitsu 3.2 lít nên cân nhắc. Loại ấm đầu tiên trong lít này đó là ấm sắc thuốc Fujitsu 3.2 lít. Ấm Fujitsu 3.2 lít có kiểu dáng bắt mắt, xen lẫn giữa truyền thống và hiện đại, giúp bạn có cảm giác thân thuộc khi sử dụng. Bên cạnh đó, loại ấm này còn được làm hoàn toàn bằng gốm sứ Bát Tràng, nên bạn có thể yên tâm về khả năng giữ nhiệt và chuyển nhiệt của ấm. So với những loại ấm rẻ tiền thường có độ bền thấp, dễ nứt vỡ trong quá trình sử dụng, thì Fujitsu 3.2 lít lại được đánh giá cao về tuổi thọ cũng như hiệu quả sắc thuốc. Sau mỗi lần sử dụng, bạn chỉ cần vệ sinh sạch sẽ và bảo quản, thì chắc chắn ấm của bạn sẽ luôn như mới. Cơ chế làm nóng của ấm Fujitsu 3.2 lít là nhiệt từ hệ thống mâm nhiệt. Công suất hoạt động của ấm lên tới 450 W, nhờ đó có thể nhanh chóng đun nóng lượng nước dung tích 3.2 lít của ấm, rút ngắn thời gian sắc thuốc, tiết kiệm thời gian, công sức và điện năng tiêu thụ, rất tiện lợi với người tiêu dùng. Ấm sắc thuốc điện Fujitsu 3.2 lít có thể đun được tất cả các loại lá thuốc khác nhau, sản phẩm hiện đang bán tại các hiệu thuốc cũng như siêu thị trên toàn quốc. Giá Fujitsu 3.2 lít dao động trong khoảng 298.000 đồng một sản phẩm. 2. Siêu sắc thuốc điện tự động trường thọ BA2086 3.2 lít. Với các loại ấm tốt hiện nay, thì ấm sắc thuốc trường thọ BA2086 là loại tự động vừa mang hơi hướng truyền thống, nhưng đầy đủ các chức năng hỗ trợ bạn trong việc sắc thuốc. Thiết kế tinh xảo nhưng vẫn đảm bảo sự sang trọng, hiện đại, tiện nghi. Kích thước ấm nhỏ nhắn, dễ dàng sử dụng, dung tích ấm là 3.2 lít, giúp bạn có thể đun được lượng nước lớn mỗi lần sắc thuốc. Chất liệu sản phẩm, ấm trường thọ BA2086 được làm bằng gốm cao cấp Bát Tràng, khi đun giúp chuyển nhiệt và giữ nhiệt tốt. Ngoài ra chất liệu này còn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng, giúp nấu được thuốc chất lượng tốt nhất. Hoạt động của sản phẩm, trường thọ BA2086 hoạt động với công suất mạnh mẽ tới 450 W, nhờ đó bạn có thể đun nước thuốc nhanh trong thời gian ngắn, tiết kiệm thời gian, công sức và điện năng tiêu thụ mỗi lần sử dụng. Một số tính năng khác của sản phẩm, ấm trường thọ BA2086 có thể ngắt điện tự động nếu gặp vấn đề trong quá trình sử dụng, đảm bảo an toàn, chống cháy nổi. Đồng thời trường thọ BA2086 còn có thể giữ nước luôn nóng đến 70 độ C, sử dụng thuận tiện và hiệu quả hơn. Ấm trường thọ BA2086 là sản phẩm cao cấp hiện nay trên thị trường được người tiêu dùng tin tưởng và yêu thích sử dụng. Bạn có thể dễ dàng mua được trường thọ BA2086 tại các siêu thị trên toàn quốc. Tuy nhiên, để đảm bảo mua được hàng chính hàng, thì khách hàng nên kiểm tra sản phẩm trước khi mua hàng. Bạn cũng có thể mua ấm sắc thuốc này tại Shopee hoặc Tiki với giá khoảng 289.000 đồng. Ngoài ra, khi mua hàng ở đây bạn còn được nhận nhiều mã khuyến mại và phần quà hấp dẫn đi kèm. 3. Ấm sắc thuốc tự động Fairy CK32. Ấm sắc thuốc điện Fairy CK32 là ấm bán chạy nhất trên Shopee hiện nay. Với thiết kế đẹp mắt, hiện đại và tiện dụng, Fairy CK32 giúp khách hàng phải lòng sản phẩm này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Công suất hoạt động của Fairy CK32 là 450 W, dung tích sử dụng 3.2 lít, bạn có thể thoải mái sử dụng để sắc các loại thuốc theo ý thích. Ấm Fairy CK32 được làm bằng gốm Bát Tràng nên đặc biệt an toàn với sức khỏe người dùng. Để sản phẩm có độ bền cao, bạn nên vệ sinh Fairy CK32 sạch sẽ và bảo quản tại những nơi thoáng mát sau mỗi lần sử dụng. Fairy CK32 có hai chế độ đun là đun nhanh và đun chậm để bạn lựa chọn. Ngoài ra, Fairy CK32 còn có khả năng giữ nhiệt tới 70 độ, vì thế bạn sẽ luôn có thuốc nóng để sử dụng. Mức giá ấm sắc thuốc Fairy CK32 hiện nay trên thị trường nằm trong khoảng 230.000 đồng, bạn có thể mua hàng trên Shopee để được hưởng nhiều ưu đãi. 4. Ấm sắc thuốc điện Chiwon 2L5 tự động. Ở phân khúc giá rẻ thì bạn cũng có thể lựa chọn ấm sắc thuốc Chiwon 2L5. Dòng ấm này mặc dù có giá bán tương đối thấp nhưng chất lượng vẫn đảm bảo. Chiwon có thiết kế gọn nhẹ, dung tích sử dụng là 3 lít, khá lớn để bạn có thể sắc lượng nước thuốc như ý thích. Siêu sắc thuốc Chiwon 2L5 cũng có nhiều màu sắc khác nhau để bạn lựa chọn theo sở thích. Với mỗi ấm thuốc, bạn sẽ mất khoảng 2 đến 4 tiếng đun. Ngoài ra, siêu sắc thuốc Chiwon 2L5 cũng được làm hoàn toàn từ những chất liệu cao cấp như bộ đốt inox 304 chất lượng cao, độ bền tốt, vỏ bình được làm từ gốm men tốt, không độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng. Với mức giá 159.000 đồng, thì đây là một sản phẩm khá hợp lý đối với những người có thu nhập thấp. 5.
ấm sắc thuốc trường An TA68 chính hãng màu nâu, phân khúc cao cấp. Nếu bạn muốn tìm một sản phẩm cao cấp, thì ấm sắc thuốc trường An TA68 có lẽ là sản phẩm đáng quan tâm nhất. Sản phẩm này đang làm mưa làm gió trên thị trường và được người tiêu dùng đặc biệt đón nhận. Về mặt thiết kế, ấm trường An TA68 mang hơi hướng hiện đại nhưng vẫn giữ được những nét truyền thống như hình hoa sen đặc trưng của người Việt. Ngoài ra trường An TA68 còn rất tiện dụng, thiết kế hiện đại, tinh tế, nhiều màu sắc khác nhau để bạn lựa chọn. Về mặt cấu tạo, ấm trường An TA68 được làm hoàn toàn bằng những chất liệu cao cấp là gốm sứ Bát Tràng, nhờ đó bạn có thể yên tâm về khả năng truyền nhiệt và giữ nhiệt tốt. Ấm được thiết kế với dung tích sử dụng 3,2 lít, công suất hoạt động là 450W giúp việc sắc thuốc nhanh hơn rất nhiều. Là sản phẩm cao cấp nên giá bán của ấm trường An TA68 tương đối cao, khoảng trên 500.000 đồng một sản phẩm. Chính vì thế bạn cần cân nhắc thật kỹ nhu cầu sử dụng của bản thân trước khi quyết định mua hàng. Vừa rồi là top 5 ấm sắc thuốc Bắc tốt nhất. Mong rằng các review phía trên sẽ giúp bạn chọn được sản phẩm phù hợp. Link sản phẩm mình để sẵn dưới phần mô tả để các bạn tham khảo. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.